Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin chuyển động gốc của chúng tôi ngày hôm nay. Và như thường lệ, sau đây sẽ là những nội dung chính của chương trình. Khởi tranh giải vô địch golf quốc gia 2024, Cup VinFast Hải Phòng. Scotty Scheffler giành huy chương vàng golf Olympic Paris 2024. Nhiều phần thưởng hấp dẫn chờ đón các golfer dự giải vô địch golf quốc gia 2024, Cup VinFast Hải Phòng. Để mở đầu chương trình sẽ là những tin tức trong nước đáng chú ý của bộ môn golf được chúng tôi cập nhật. Từ ngày 14 đến 17 tháng 8 năm 2024, trên sân VinpearlGolf Hải Phòng sẽ diễn ra giải vô địch golf quốc gia 2024 Cup VinFast Hải Phòng. 150 golfer bao gồm 120 nam và 30 nữ sẽ so tài qua 4 vòng đấu 18 hố, tổng 72 hố để tìm ra tay golf xuất sắc nhất sở hữu chiếc cúp vô địch quốc gia danh giá. Hơn cả một giải đấu thể thao đơn thuần, giải vô địch golf quốc gia 2024 Cup VinFast Hải Phòng còn là đấu trường đỉnh cao, nơi tôn vinh và nuôi dưỡng tài năng golf Việt. Mùa giải năm nay chào đón sự góp mặt của nhiều vận động viên xuất sắc, trong đó có đương kim vô địch Nguyễn Nhất Long ở bảng nam và Lê Trúc An ở bảng nữ. Bên cạnh đó, giải vô địch golf quốc gia 2024 Cup VinFast Hải Phòng còn có sự tham dự của nhiều vận động viên. Giải sẽ có cắt loại 36 hố, qua đó chọn ra 40 golfer nam và 12 golfer nữ có kết quả tốt nhất và hòa đi tiếp vào vòng cạnh tranh ngôi vô địch. Nhằm gia tăng tính cạnh tranh và sự hấp dẫn cho các golfer trong cuộc đua vô địch quốc gia năm nay, giải vô địch golf quốc gia 2024 Cup VinFast Hải Phòng có quỹ tiền thưởng lên tới 1,2 tỷ đồng, trong đó 1 tỷ đồng dành cho bảng nam và 200 triệu đồng dành cho bảng nữ. Một hạng mục giải thưởng cũng vô cùng hấp dẫn, đó là 4 chiếc xe VinFast VF9 cho giải Hole in One tại các hố par 3 của sân VinpearlGolf Hải Phòng. Vận động viên đầu tiên đạt Hole in One tại hố par 3 trong thời gian diễn ra giải đấu từ ngày 14 đến 17 tháng 8 sẽ nhận ngay một chiếc VinFast VF9. Đây là giải thưởng Hole in One có giá trị cao hiếm gặp tại các giải chuyên nghiệp ở Việt Nam. Và các golfer dự giải vô địch golf quốc gia 2024 Cup VinFast Hải Phòng năm nay hoàn toàn có khả năng mở đến. Có tới 3 golfer từng ghi Hole in One trong 2 mùa giải vô địch quốc gia gần nhất đều tổ chức trên sân VinpearlGolf Hải Phòng, đó là hai golfer Nguyễn Huy Thắng, Lê Trúc An ở mùa giải 2022 và golfer Phạm Thị Kim Chi ở mùa giải trước. Tiếp nối sau đây sẽ là những thông tin golf quốc tế được chúng tôi tổng hợp. Bản thân Scheffler cũng hiểu được tình cảnh khó khăn. Anh nhắc tới thành tích đáng kinh ngạc của Nikolaj Højgaard, golfer người Đan Mạch hoàn thành ngày thứ 3 chỉ với 62 gậy. Sau đó nói rằng, tôi cần màn trình diễn tương tự nếu muốn giành huy chương. Thật đáng kinh ngạc, golfer số 1 thế giới và 2 lần vô địch Master đã làm được điều đó. Anh khởi đầu mạnh mẽ khi ghi điểm birdie ở 3 hố đầu tiên, sau đó là 6 birdie ở 9 hố cuối để kết thúc vòng chung kết với 62 gậy, cân bằng kỷ lục của sân Le Golf National. Với tổng điểm trừ 19 sau 4 ngày thi đấu, Scheffler đã trở thành tay golf nam thứ 3 của Mỹ giành huy chương vàng Olympic sau Jack Lisens năm 1900 và Schauffele năm 2020. Trong khoảnh khắc các golfer được vinh danh, một câu hỏi thú vị được đặt ra. Liệu caddy của họ có nhận được tấm huy chương tương tự? Ở môn golf, không có quy định nào về việc caddy sẽ được nhận huy chương, dù họ có ảnh hưởng đáng kể tới thành tích của các golfer. Mặc dù vậy, các golfer không bao giờ quên công lao của họ. Sau khi giành huy chương vàng tại Olympic Tokyo 2020, Sander Schauffele của Mỹ đã tặng Austin Kaiser, caddy của anh, chiếc nhẫn vàng với quốc kỳ Mỹ, bên trên có biểu tượng 5 vòng tròn Olympic. Ngoài ra, Ủy ban Olympic Mỹ từ năm 2009 đã có quy định về huy chương ICOS được tạo nên để tặng huấn luyện viên hoặc thành viên của đội giành huy chương Olympic. Mỗi đội sẽ có một huy chương ICOS, và với việc Scheffler giành vàng, caddy Thomas Dietrich sẽ có cho mình một tấm huy chương ICOS. Những thông tin trên đây đã kết thúc nội dung chính của bản tin chuyển động golf ngày hôm nay. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý độc giả. Xin kính chào và hẹn gặp lại!